Xin chào anh em, hôm nay thì mình vừa về một chiếc đồng hồ Hublot Classic Fusion size 42 mm với dial mặt đen. Tình trạng chiếc đồng hồ còn nguyên zin. Về cơ bản thì các thông số chiếc đồng hồ này sử dụng như sau. Chiếc đồng hồ này được trang bị với vỏ titanium đặc trưng của dòng Classic Fusion của Hublot, với chất liệu titanium siêu nhẹ nên khi anh em sử dụng đeo sẽ rất là ôm tay. Với chất liệu dây sử dụng là dây cao su, bên trên nót da, dây zin hoàn toàn, sử dụng với khóa gập của Hublot. Chiếc hồ này thì hiện tại mình đang giao lưu với anh em là 86 triệu với chiếc đồng hồ Classic Fusion size 42 mm mặt đen. Tình trạng chiếc đồng hồ này như anh em có thể nhìn thấy còn nguyên zin toàn bộ. Anh em có nhu cầu có thể liên hệ với mình theo số điện thoại 0886 823 999, được trang bị với cỗ máy của Hublot với sai số cực kỳ thấp, chỉ cộng trừ khoảng 5 giây trên ngày. Với cái cỡ size 42 như thế này thì anh em có thể nhìn thấy là với những anh em nào có kích cỡ chu vi cổ tay khoảng 16 cm trở lên thì đeo rất là ok. Ví dụ như tay mình đang là 16,5 cm, anh em có thể nhìn thấy là đeo trên tay cực kỳ ôm tay, đeo rất ôm tay, rất vừa vặn. Và chiếc này mình đang giao lưu với anh em là 86 triệu. Anh em có nhu cầu có thể liên hệ với mình nhé.